đù vô. Đù con. Xin chào cả nhà và các bạn, chúc quý vị mua luôn vui vẻ bình an. Hôm nay đi câu ở Texas City. Hai vợ chồng tìm cá đù thử coi như thế nào. Fishing in Texas City. We'll see what happened. Đây. Giống cá đuôi lắm mà không biết nó coi. Đúng là cá đuôi. Yes. Stingray. Lù đù vô. Chạy qua đây là cá đuối. Đó, cá đuối đó. Cho lên, cái gì? Cho lên. Bự. Cá bự vô. Nữ sát thủ. Sát thủ 2 con. 3 con. ba lưỡi ba con, câu ấy là đúng chứ? Đó, ba lưỡi ba con. Cá lồng tông không là mồi. Ba lưỡi ba con mới. Đây là cần câu đặc biệt nè. Cá bự đó. Bằng dây cáp. Độc nhất vô nhị. Cần câu này độc nhất vô nhị đó. Xài dây cáp nè, chứ xài dây cáp nhỏ hơn bị đứt. Bây giờ dây cáp bự hơn. Đó, coi chờ ban cho cá như thế nào. Đó, cá vô. Ở trong nó đa số con mồi nổi không? Đó. con này bự. Con này cần vợt á. Con quay cần câu em lên đi. Đứng ngay đó, đứng ngay sau lưng em. Để chống đuôi không biết được, từ từ. Không kịp quá, vừa nương ấy. Nương chứ không gấp. Tự động nó kéo. Ê, cho nó tự động không? Cho. Để yên đứng nhúc nhích cần câu con kẹn lại. Quay thẳng lên luôn á. Chết mẹ rồi. Thằng cước dày quá. Ủa, cá chấm đuôi. Không gấp. Đó, này, xúc đấy. Ở dưới xúc lên em, đừng xúc kiểu đó. Lừa dưới, lừa lên. Đúng rồi.
Mùa này nó cá này nhiều lắm. Cá sấu đường. Red drum. Nhìn đây nè. Ồ, cá quá trời bự nè, đó. Nhanh. Ừ, bỏ luôn, chạy lúc chạy là bỏ vô chứ. Cá gì? Cá đu. Cá đu. Đó. Cỡ đó được rồi, thằng này. Đó. Còn thao đợi tháng sau 2 tuần nữa sẽ cho xem cho thả thẳng xuống đưa thúng cá lại đây. Bạn cá rô. Chỉ có một con nữa đó. Con thứ hai. Thiệt chưa chơi à? Ô, cá đu là mồi. Ô, cá bự gì? Đó, đưa lên, đó, sen trout. Sen trout. Kéo lên liền, không cần đi đâu, 2 con này. Là cầu cá lồng tòng với yes, 3 con luôn. Đó, cầu phải là cầu theo. Đu đen là phải không? Ờ, đu đen. Mày nghĩ bao người bị điên. À, cá lồng tòng. 1 con. Hai con. Đó, thật đi chứ nó chơi à? Cầu có kinh nghiệm rồi, ok. Nhìn này, thấy chưa, 2 con. Hai con. Thế đi nó chơi à? Nguyên bay ở dưới, ok. Chồng nó cứ cãi này không? Có kinh nghiệm thấy không? 2 con thấy không? Con. Chấm đuôi rồi. Vớt. Ôi thả thôi chứ làm gì. Có một cái thác cơ có 2 cái đâu. Thấy không thấy. Cái vô bến này. Không lấy không? Không chơi kiểu đó, đừng chơi dài. Cô nhớ đủ size thì ngon. Bu rét rồi. Biết là cá bớp sao? Cho cá bớp đi chơi. Yes, bull rat. Chơi vào cái chốc đèn. Bull rat. Yes. Tôi sai rồi. Bên nó dấu. Nếu mà đứng lên. Ừ. Xuống đi, ngồi xuống đi. Em tắt đi rồi. Nãy. Nãy anh đưa là chưa có quay. Nãy quay. Quay xong nó trắng. Sắp bóng sao ấy.
không phải chấm đuôi, cây kiểu là cá ốc. Chấm đuôi nó không quay, không dễ quay như vậy. Nó là cá ốc. Cá ốc. Mình câu nó mỏng, mình câu nó dẻo lắm. Các loại cần câu nó dẻo lắm. Chấm đuôi. Chạy đi chạy lại. Đó, bu rẽ, đó. Vậy là câu này đó. Đó, ba con. Thấy không, câu vậy là câu đấy không? Ba lưỡi ba con. Ba lưỡi ba con này đó, câu mới là câu này. Kéo lên. Kéo lên, mấy con? Đó, một con. Ghê vậy? Cùng sai cái đợt này thôi. Tuần sau, hai tuần sau nó bự lên nửa phao. Cá lớn nhanh lắm. Có tạo nguyên bày dưới á. Em có mình một cái không sợ hao mồi. Một con. Một con. Đó, hai con. Có con. Con cũng được. Một con. Hai con. Hai con, hai con nó bự gì đâu. Bự quá là bự luôn. Ờ chắc lạ. Một con. Hai con, yes. Thủ câu cá này, vừa câu lên làm cá luôn nè. Làm không kịp luôn mà. Cá canh chua. Cá đầu mùa nhỏ, cái này 5 con phao. 5-6 con phao đó. Nồi cá canh chua. Cá nhỏ thì vậy thôi. Em chua rau muống. Lá cóc. Lá giang. Đó, cây nhà lá vườn bắt lên nấu ăn liền. Rồi cá canh chua. Ba lưỡi ba con luôn. Mình đang ăn cơm, cá vô ăn luôn. Nó luôn nó lên ăn cơm luôn này. Con này dính quài họng nè. Bảy cá dưới đó. Nó cho ta lên ăn canh chua với nè, đó. Cho lên ăn canh chua đi. Cá vô, yes, cá bự. Cá này không biết sai. Cá bự, yes. Một con. Hai con. Thật chứ trời à. Cô không có kinh nghiệm, ok. Này, hai lưỡi hai con, yes. Đu vô. Cá vô. Đó, kéo lên. Hai con nó nặng cái gì đó. Một con. Hai con bự ha. Mua xin hai con nha. Em không quen. Hai con, một con à, mấy con à? Đu đen. Đu đen. Đó. Mấy mi sen trâu nè. Một em cá đu vô. Lưới sai, con này cỡ này, à là cỡ này được rồi.
không chê. Một con. Hai con không? Mất luôn. Còn. Đó, cái vô hai con. Biết ngay mà hai lưỡi hai con. Yes. Yo. Đó, một con. Hai con. Câu ấy là câu chứ. Một con. Được. Được hai con chứ mẹ một con không mày. Đó, cá bự. Cá đù có gai ta ơi. Sao cá đù lại có gai ta? Đúng hai con. Hai lưỡi hai con. À. Hai lưỡi hai con à. Đó, đù vô. Em bằng ngón tay cái. Hai lưỡi hai con nó mới đã. Có một con nào này. Một con. Ở lòng tóc. Hai lưỡi hai con. Đó, câu ấy là câu ấy. Một con dính ngoài dính vô nữa chứ. Hai lưỡi hai con. Con hai lưỡi hai con. Một con. Yeah. Nó nhìn nó không hay. Có lẽ không hỏi anh vậy. Đã như anh em nhà nó không chứ đâu có ai đâu. Chào. Chút xíu là xúc miệng vào. Xin chào. Dạ cá nha. Một con thôi. Hai lưỡi hai con. Yes. Đâu dâu. Này nó đâu có chở dầu đâu, nó nhẹ xíu mà. So we got for today about 40 inch red drum, 20 pound cougar, a little small, one stingray. Hôm nay câu chỉ được cái nhiêu đây thôi.
Yeah, we release one red drum too. Được mà con cá chấm đuôi sủ đường khoảng chừng 40 inch. Con cá này trên dưới 20 hào đó. Khoảng chừng 20 hào cá đù. Cá đù thì không được lớn lắm, nhỏ thôi. Khoảng chừng tuần, hơn tuần nữa nó mới bự được. Con cá đuối. Vậy như cũng như thành công, một ngày câu đi vui vẻ, thoải mái. Thả được một con cá chấm đuôi nữa.